Thiêu Lê và bố mẹ gây chú ý với thái độ đối lập dành cho xoài non. Phụ huynh bị soi là làm lơ và bơ khiến xoài non buồn. Gì đâu không thấy chỉ thấy không ai ngó ngàng gì hết, quá lạc lõng, thà ở nhà còn hơn, có thấy nhìn nhau miếng nào đâu. Diêu Lê thì hỏi han, kêu lên đứng cạnh để nửa kia không bị lạc lõng. Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng, phần đời còn lại để anh lo toan, muốn lối dẫn ta. Diêu Lê liên tục thân mật với nhiều sao nữ ở sự kiện dù có mặt xoài non. Cộng đồng mạng cho rằng có người yêu thì nên hạn chế. Sao bạn kỳ vậy? Bạn lớn rồi, nó đã thấy con nít đâu. Đúng không? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Có lẽ đây là lần hiếm hoi cộng đồng mạng thấy bố mẹ Diêu Lê xuất hiện tại một sự kiện trong showbiz. Ngoài đưa bố mẹ đến thì Diêu Lê còn đưa thêm người thương của mình là xoài non đến tham dự sự kiện chung. Lần này cô nàng và gia đình Diêu Lê nhận được nhiều sự quan tâm về thái độ của hai phía dành cho nhau. Cụ thể, qua một số khoảnh khắc lan truyền thì nhiều người cho rằng mẹ Diêu Lê có phần lơ và bơ xoài non. Khi hiếm thấy khoảnh khắc họ tương tác với nhau, xoài non cũng không đứng chung bàn với bố mẹ Diêu Lê mà chỉ đứng nép phía sau. Cộng đồng mạng còn thấy xoài non có phần hơi buồn bã tại sự kiện và phải bấm điện thoại để lảng tránh sự cô đơn này. Dân tình đặt nghi vấn, liệu có phải là thái độ của gia đình Diêu Lê dành cho cô như thế nên cô buồn không? Nhưng song song với đó, một số ý kiến cũng bênh vực và cho rằng không thể chỉ vì một vài khoảnh khắc mà đánh giá mối quan hệ của người khác. Cũng có thể, đằng sau ống kính họ vô cùng thân thiết với tốt đẹp. Có người còn so sánh thái độ của bố mẹ Diêu Lê với bố mẹ xoài non. Trước đó, Diêu Lê đã tụ họp cùng với gia đình cô nàng 2K2. Qua một vài khoảnh khắc, nhiều người thấy gia đình xoài non rất ưng ý Diêu Lê khi chụp ảnh bước nào cũng cười toe toét. Trái ngược với bố mẹ thì Diêu Lê lại vô cùng cưng chiều xoài non. Khi thấy người thương đứng sau lưng bố mẹ thì ca sĩ gọi cô lại đứng cạnh mình, còn hỏi han đủ điều. Để xoài non không bị lạc lõng thì Diêu Lê còn chủ động đứng phía sau tạo cảm giác an toàn cho cô. Ai nấy cũng hết lời khen ngợi cho sự tinh tế của Diêu Lê. Từ khi quen Diêu Lê thì xoài non luôn được chăm sóc rất tốt. Trước đó, trong mối quan hệ yêu đương của Diêu Lê thì chưa hề công khai ai, nhưng đến xoài non chính là một ngoại lệ đặc biệt. Chuyện tình của họ có người thì ủng hộ và cho rằng quá đẹp đôi, nhưng cũng có người lại cảm thấy tiếc khi xoài non yêu Diêu Lê. Còn bạn thấy sao về việc ba mẹ Diêu Lê bị soi thái độ dành cho xoài non? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!